Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Ngày hôm nay sẽ là bài viết Một vài nhận xét về tính khả thi của một cuộc canh tân ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 19. Bài viết được đăng trên website spyroom.com bởi tác giả Lê Tùng Dương. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây vào cuối thế kỷ thứ 18 đầu thế kỷ thứ 19 đã dẫn đến một sự thay đổi lớn trong cán cân sức mạnh Đông và Tây. Sự yếu kém và lạc hậu của các quốc gia phương Đông nói chung và các nước Đại Nam nói riêng đối với các quốc gia phương Tây là không còn phải bàn cãi. Muốn bắt kịp và đủ mạnh để đối phó với nguy cơ xâm thực của thực dân phương Tây lúc này đang trên đà bùng nổ thì phải có những cuộc cải cách cách mạng để thoát ra khỏi các mô hình phát triển cũ đang ngày càng trở nên bế tắc. Trong thời kỳ này, Nhật Bản là quốc gia duy nhất thành công với cuộc duy tân minh trị của mình. Mình thử đặt giả thiết xem một cuộc canh tân đất nước tầm cỡ như vậy liệu có khả thi ở Đại Nam lúc đó hay không? Bằng cách so sánh đối chiếu một cách khái quát tình hình kinh tế, chính trị, tư tưởng ở Việt Nam và Nhật Bản thời kỳ đó. Trong bài viết giải rác mình có thấy cái bản đồ. Nhìn vào cách vẽ bản đồ, ta có thể thấy được sự khác biệt, khoảng cách của hai quốc gia trong thời kỳ Trung Đại. 1. Hệ tư tưởng. Khác với người anh của mình, Hoàng Tử Cảnh, vua Minh Mạng được giáo dục trong môi trường nho học từ nhỏ, nên cách suy nghĩ, cách nhìn nhận cũng như là cách giải quyết các vấn đề đều mang nặng tính nho giáo. Ví dụ ngay sau khi lên ngôi, ông đã chú trọng ngay đến vấn đề giáo hóa, bảo với ký lục Quảng Đức là Ngô Bá Nhân rằng Kinh Sử là nơi thanh danh văn lật, phong hóa bắt đầu từ đây. Trước kia tử loạn Tây Sơn, quân dân tập nhiễm thói xấu, không biết nhún nhường. Nay phải lấy lễ phép mà dạy bảo, khi có xe kiệu nhà vua đi đến thì phải nghiêm lặng tránh xa, không được xông xáo hoặc lấy xe lọng các quan trưởng. Thì đương ngồi phải đứng dậy, đương đi phải tránh lối, để tỏ giáo hóa tôn kính trên mà làm gương cho thiên hạ. Hay trong cuộc giáo hóa trong vùng Nam Bộ, ông đã bảo với Thượng Thư Bộ Hộ Nguyễn Hữu Thuận rằng người Gia Định vốn tính trung nghĩa nhưng ít học, cho nên phần nhiều tính hay tức khí với nhau. Nếu được bậc đại nho túc học, làm thầy dạy bảo, cho điều lễ nhượng, thì dễ hóa thiện mà thành tài cũng nhiều đó. Cùng với việc sùng nho của mình, ông cũng đẩy mạnh việc giáo dục, thi cử để đào tạo, chọn lựa một đội ngũ quan lại nho học phục sự cho mình. Năm 1821, ông đặt chức tế tửu và tư nghiệp. Năm 1820, xuống chiếu mở lại thi hương và thi hội. Nho giáo bao phủ đời sống chính trị, xã hội và làm ảnh hưởng nặng đến kinh tế với tư tưởng, trọng nông, ức thương. Tầng lớp thương nhân bị khinh thường, nền kinh tế hàng hóa bị kìm hãm. Sự sùng nho của triều đình Huế kéo theo suy nghĩ tự coi mình là hoa hạ, các quốc gia xung quanh là man di mọi dợ và ý niệm chính trị nhu viễn. Khái niệm nhu viễn được lần đầu sử dụng vào năm 1815 khi Gia Long có 13 quốc gia triệu cống là Anh, Pháp, Vạn Tượng, Nam Trưởng, Hỏa Xá Quốc, Thủy Xá Quốc, Trần Ninh, v.v. Vua Gia Long cho các nước dâng cúng vật vì ngưỡng mộ đức độ và quyền uy của mình. Đại Nam ưu việt hơn về văn hóa so với các quốc gia xung quanh. Minh Mạng đã thừa kế ý niệm này từ cha mình, thể hiện rõ cho các phát ngôn của ông về các quốc gia xung quanh hay là trong các lần ngoại giao như Quốc vương chân lập chăn, nhà ngươi đời làm thần thuộc, kính giữ chức cống, sợ mệnh trời thờ nước lớn, một niềm kính thuận, cho nên khi trẫm mới lên ngôi, vương sai sứ đến lạy chầu ngay. Xét lòng thành thực ấy, thật là đáng khen, và ra thưởng các vật gấm đoạn. Vương được nhờ vinh quang ấy, phải kính sợ thêm, vỗ yên quan dân của ngươi, để cho vững mạnh phên rộng của ta mà giữ lấy tiếng hay, chớ bỏ mệnh lệnh của trẫm. Hay, động dịch là dân biên của ta đã ghi vào sổ sách. Phọc Lâm đã biết tội thì tạm rộng tha cho, còn như các sách man ở Cam Lộ thì là thân thuộc của triều ta, vẫn cung cấp nộp thuế hơn 200 năm nay, không có cái việc nước ngoài đến sách nhiễu thuế khóa bao giờ. Phá hạt, xả bút, sao dám như vậy? Duy nghĩ, y mới mạo phạm một lần nên cũng rộng dung cho. Vương phải nghiêm, cấm bọn chúng, từ nay phải tuân pháp luật, giữ cương giới, không được làm bậy, để nhờ cái phước của trẫm vỗ yên các bang. Chính những suy nghĩ coi mình là hòa hạ, là văn minh và hạ thấp thứ bậc của các quốc gia phương Tây như là Anh, Pháp đã phần nào tạo nên một sự đề kháng trong sự tiếp thu những thành tựu tri thức từ phương Tây. Hơn nữa, lúc này các tư tưởng mới ở phương Tây chưa được du nhập và tiếp thu vào nước ta. Những hiểu biết chưa xuất hiện, chứ chưa nói đến suy nghĩ về một cuộc duy tân. Vua Minh Mạng nói về cách mạng Pháp như sau. Cũng là một quốc gia nho giáo, nhưng nho giáo ở Nhật dưới thời Mạc Phủ Tokugawa
lại có những điểm khác với Nho giáo ở Việt Nam lúc đó. Các nhà Nho giáo Nhật Bản đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng trong các học thuyết của đạo Nho với thần đạo của Nhật. Chữ chung chi phối các giá trị đạo đức khác. Nho giáo ở thời kỳ này cũng là sự hòa trộn giữa Tống Nho và thần đạo. Đạo Khổng ở Nhật mang tính dân tộc rất cao. Có thể do tính dân tộc mạnh mẽ riêng biệt đó, Nhật Bản đã sớm có thể thoát khỏi tình trạng bảo thủ, trì trệ của mô hình phát triển phương Đông, gạt bỏ được những hạn chế trong Nho giáo chính thống để nhanh chóng hòa mình vào thế giới hiện đại. 2. Tiền đề kinh tế xã hội. Ở Đại Nam lúc này, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chính, thủ công nghiệp và thương nghiệp chỉ là nghề phụ bị chính quyền can thiệp chi phối sâu sắc. Một là trong công nghiệp, công việc khai hoang được chú trọng, nhiều vùng đất mới được khai phá, diện tích đất trồng nông nghiệp được mở rộng khá là nhiều. Nhưng bên cạnh đó, do những sai lầm trong công tác thủy lợi, trị thủy, nhà Nguyễn không chế ngự được con sông Hồng, nhiều trận lụt lớn đã xảy ra, những tiêu cực trong bộ máy quan liêu của triều đình Huế cùng với nạn cường hào ở địa phương đã làm cho đời sống nhân dân thêm phần khó khăn, xã hội bất ổn. Hai là, thủ công nghiệp bị nhà nước can thiệp, chi phối nặng nề, các mức thuế khá là cao, cùng với sự kiểm soát gắt gao của triều đình đã làm cho thủ công nghiệp bị kìm hãm, kỹ thuật ít được cải tiến, manh mún, nhỏ lẻ. Thương nghiệp cũng chịu chung số phận với thủ công nghiệp, triều đình nắm giữ ngoại thương, tự cung tự cấp vẫn là nền kinh tế chính. Trong khi đó, Nhật Bản lúc này là tập hợp hàng trăm công quốc. Chính sách tỏa quốc, Sakoku, tuy cách ly Nhật Bản với thế giới bên ngoài, song lại thúc đẩy các ngành kinh tế trong nước phát triển, các công quốc trong lòng nước Nhật vẫn trao đổi quan hệ kinh tế với nhau. Thứ nhất, trong công nghiệp, để nâng cao năng suất lao động, Nhật Bản đã có những cải tiến về mặt công cụ như là giống cây trồng, diện tích đất nông nghiệp được mở rộng qua các cuộc khai hoang, các vùng chuyển canh xuất hiện để đáp ứng về nhu cầu nguyên liệu cho các ngành sản xuất. Một bộ phận các hộ nông dân do sở hữu các công cụ, giống lúa mới cũng như có các kỹ thuật mới nhanh chóng giàu lên. Họ mua hoặc là chiếm đoạt thêm đất, làm cho một bộ phận khác lại bị bần cùng hóa. Nông dân bị phân hóa, nông nghiệp thoát khỏi tự cung tự cấp, bắt đầu tham gia vào nền kinh tế hàng hóa. Thứ hai, thủ công nghiệp. Do bị cắt đứt các nguồn cung cấp từ bên ngoài, ngành thủ công nghiệp có động lực phát triển để đáp ứng đủ nguồn cầu ở trong nước. Ngoài ra, do sự phân hóa trong nông dân, các hộ gia đình giàu lên bắt đầu lấn sân sang việc sản xuất các sản phẩm thủ công nghiệp để nâng cao thu nhập. Một bộ phận nông dân khác bị bần cùng hóa, phải đến làm thuê cho các hộ giàu hay là vào các công trường thủ công để làm thuê, tập trung ở các thành thị. Điều này thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp Nhật Bản. Thứ ba, do sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp, các đô thị, tụ điểm buôn bán cùng với nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa các công quốc được gia tăng, nền thương mại nội địa Nhật Bản phát triển, những thương nhân tự do nhanh chóng trở nên giàu có và họ bắt đầu lấn sân sang chính trị. Chế độ Sankin Kōtai buộc các lãnh chúa hàng năm phải về sống ở Edo một thời gian và để vợ con người thân của mình lại làm con tin. Cùng với đó là những trách nhiệm phong kiến khác như là xây dựng cầu, đường, các công trình công cộng đã làm suy yếu nghiêm trọng nguồn tài chính của các lãnh chúa. Để bù đắp, cải thiện thêm cho thu nhập của mình, các lãnh chúa phong kiến Nhật Bản tham gia vào các hoạt động thủ công nghiệp và thương mại và một bộ phận không nhỏ đã trở thành con nợ của những thương nhân giàu có. Khi các lãnh chúa tham gia vào các hoạt động thương mại, nảy sinh một vấn đề do thiếu kinh nghiệm kinh doanh, thiếu vốn, các thương nhân phong kiến do các lãnh chúa cử đi không thể cạnh tranh được với các thương nhân tự do. Các lãnh chúa không còn cách nào khác phải thuê các thương nhân tự do về làm mãi biện và trao cho họ rất nhiều quyền lợi về chính trị cũng như là địa vị xã hội như các võ sĩ phong kiến khác và còn được thêm một số đặc quyền. Những yếu tố trên đã giúp cho thành thị Nhật Bản phát triển, kèm với đó là sự hưng thịnh của kinh tế hàng hóa. Các công trường thủ công tiền tư bản xuất hiện, các giai cấp xã hội mới ra đời. Đây là nền kinh tế xã hội vững chắc để Nhật Bản tự chuyển mình sau này. 3. Mâu thuẫn giữa quyền lợi gia tộc và quyền lợi dân tộc. Nếu ở Nhật là thể chế lưỡng đầu quyền lực với Mạc Phủ Thiên Hoàng, cuộc duy tân minh trị đã không làm tổn hại xấu đến quyền lực của Thiên Hoàng, thậm chí có phần còn giúp cho địa vị của Thiên Hoàng được tăng lên, lợi ích hoàng gia được củng cố, và điều này đã được chứng thực qua lịch sử. Thì nước Đại Nam lại có nền quân chủ tập quyền quan liêu, quyền lực được tập trung tối đa vào tay nhà vua. Sự xuất hiện của các tầng lớp tư bản giàu có sẽ làm thay đổi những cơ cấu của xã hội. Nền quân chủ tập quyền bị uy hiếp, đe dọa, làm lung lay đến vị trí thống trị của nhà vua và đội ngũ quan lại Nho học. Chưa nói đến Minh Mạng là một ông vua hết sức tập quyền, ta có thể thấy rõ xu hướng tập quyền của ông qua cuộc cải cách hành chính năm 1831, xóa bỏ Bắc Thành và Gia Định Thành, chia cả nước thành 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.
Ngoài ra, từ đây còn một loạt các cải cách, thay đổi trong bộ máy chính quyền trung ương. Có thể coi Minh Mạng là một trong những ông vua tập quyền nhất trong lịch sử Việt Nam cận đại, liệu ông có chịu chia sẻ quyền lực của mình cho một thế lực khác? Mặt khác, gia tộc Nguyễn phải trải qua rất nhiều gian khó, xương máu mới giành được vương quyền. Từ khi Nguyễn Hoàng vào Nam mở cõi năm 1558, bằng những chính sách mềm dẻo, chiến lược khôn ngoan mà kéo chùa Tiên và các vị chúa kế vị đã thành công cho công cuộc Nam Tiến, mở rộng bờ cõi và đứng vững trước áp lực rất lớn từ chính quyền Lê Trịnh ở phía Bắc. Nhưng sau cái chết của chúa Nguyễn Phúc Khoát vào năm 1765, chính quyền chúa Nguyễn ở đằng trong lại lung lay và suy yếu. Các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, tiêu biểu là khởi nghĩa Tây Sơn từ năm 1771. Quân Lê Trịnh thừa thế tiến công xuống phía Nam, chiếm Phú Xuân vào năm 1786. Gia tộc Nguyễn bị tàn sát, phiêu bạt. Nguyễn Phúc Ánh, một trong những hậu duệ còn lại của gia tộc họ Nguyễn, từ một kẻ lưu vong, sau 24 năm nam khổ, ông đã tái thống đất nước. Sau gần 300 năm nội chiến liên miên, khôi phục cơ đồ tổ tiên. Thật khó để họ bằng lòng trao quyền lực mà khó khăn lắm mình mới giành được cho người khác. Quyền lực và địa vị của gia tộc nhà Nguyễn gắn liền với mô hình nhà nước quân chủ tập quyền Nho Giáo cũ. Quyền lợi của gia tộc cầm quyền đã trở nên mâu thuẫn với nhu cầu phát triển của dân tộc. Gia tộc cầm quyền với đại diện là nhà vua, cùng với đội ngũ quan lại của ông đã trở thành một thế lực phản động, đi lại xu hướng phát triển của dân tộc. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!